Đi chơi à? Cô chú ơi, em đi ra ngoài chơi nè cô chú. Đi con, bước xuống đi con. Này nắm tay mẹ nè. Trời đẹp quá, đi ra mày ngoài dạo mát chút con ha, ở trong nhà không có làm gì. Ra đây cho đẹp. Mát nữa, chạy vòng vòng đó. Từ thôi nha, từ từ thôi nha. Cố cố lên, cố lên, chuẩn bị mùa hè là cái cây này nó xanh lại cho vậy, mùa hè là tự động xanh lại. Đây đây mẹ đóng, nắm tay mẹ. Thôi đừng chơi này nữa. Cái này nguy hiểm quá, chứ này mẹ sợ con té sấp mặt luôn á. Ra đây nè. Kìa đây có nắng nè, đây có nắng đẹp nè, con này, đây có nắng đẹp nè. Đó. Chạy. Nè nè. Đi tướng rồi, đi tướng lũ khủng rồi. Làm sao? Nữa. Đây nè, đây mẹ chỉ, đây lại bãi cỏ này đẹp nè, đây là bãi cỏ xanh nè. Chuột. Đây là bãi cỏ xanh này chơi. Ra đây nè. Không muốn đi đâu. Mặc cái áo này cho nó dài để thay. Nó chơi nè. Chỉ cô chú bờ hồ không? Bờ hồ đâu? Bờ hồ nhà mình đâu? Chỉ cô chú cái bờ hồ nhà mình đâu không? Rồi đi vô chưa? Vô không? Vô chưa? Trời ơi, trông tới mùa hè quá. Trông tới mùa hè đem mặc quần lửng với hấm áo thun ba lỗ. Sao? Té té té. Nói gì? Mùa hè đó chơi ơi, mùa hè chuẩn bị tới rồi chơi ơi. Ráng đợi tháng sau nữa nha con. Hết tháng sau nữa là mình nắm lên rồi đó chơi ơi. Đó, giờ mốt mốt là nguyên đây là toàn bông không nè con. Bông cái chơi ra chơi ngắm hoa nha. Hết chưa.
Máu kinh, con dẫn bà ngoại với ông ngoại đi dạo nha. Mai mốt là đừng có ra đây bứt bông nghe chưa. Để đó cho đẹp nha. Rồi đi, đi thao, thao, đi lên rồi đi xuống rồi đi xuống rồi đi lên rồi có được không? Lên nữa hả? Đó, chó đâu sủa chạy. Hả, chó đâu? Xin chào cô chú ơi. À, bên đó nắng chói, bên đó nắng chói. À, đó. Chó sủa đó. Có áo này mặc ấm vậy ha. Cô chỉ đi, chỉ cô chú đây, cô chú ơi, đây là sớm con nè. Đây là khu con sống. Đúng rồi, đây là khu con sống. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Đi qua nhà bà Su chơi không chạy? Thì mày nắm tay đi nè. Chúng ta mẹ đi đi. Chị đó, Lucky qua đây chơi, tại chơi nhà này cũng bà Su nữa chơi. Lucky lúc nào cũng qua nhà bà Su chơi với lại Sophia hả chơi. Lên đây chị, này đâu phải nhà mình. Trời ơi, trời ơi. Đó đâu phải nhà mình đâu. Đó đâu phải nhà mình. Rồi xuống hả? À? Rồi xuống. Đi đâu? Vô đây đó. Ôi trời, trời. Đường đó đi là đi, không có đi về đâu nha. Con đi mình con đi, ngày mai đi về nha. À, lại đi lại con ếch đi chơi hả? Đó, chó đâu kêu kìa chơi. Đó. Đó, chơi đi. Look at the little dog. Hi. I haven't seen you since you were pregnant with him. How long is that? 16 months. Say hi, JD. I didn't realize they made Michael Kors go that little. Hey, cô chú ơi, em chơi đi, hồi nãy giờ mệt rồi, bây giờ mẹ sẽ bồng em chơi về nhà em chơi nhé, em chơi nhé. Thôi, đừng có đòi đi mà, để mẹ bồng cho. Chi trời, chi đầu đòi đi xuống vậy hả? Đây, chạy đây cô chú ơi. Chạy, con có muốn đọc sách không? À, muốn đọc sách không? Thôi cái má hồng hồng nè. Em bé bồng bồng hai má. Đây, ngồi xuống này mẹ lấy xem mẹ. Sách nè, sách nè. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đúng rồi. Ngồi xuống đọc sách. Ngồi xuống. Đà đâu, con chỉ với mẹ coi đà đâu. À, ngồi xuống đi chứ ngồi kiểu gì lạ vậy, ngồi xuống luôn. Ngồi xem cho cô chú con nó ngồi kìa. Hay ghê chưa, nó ngồi mà hai chân nó mớp vô, bóp vô luôn nè. Ngồi gọn ghê chưa. Trời ơi, làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì mà khò dữ à, hả? Hả?
Bây giờ con chào cô chú này, nói chuyện với cô chú đi nha. Rồi nói chuyện cô chú đi. Đà đâu? Đà đâu? Gì? Mắc cỡ hả? Có mẹ đứng đây gần cái camera con mắc cỡ con không dám lại camera phải không? Hả? Có mẹ đứng là mẹ đứng chứ đâu có gì đâu. Nè nói chuyện với cô chú đi. Có mẹ là mẹ không mẹ là con mắc cỡ con dám thể hiện tài năng của con hả? Thôi con nó đi vừa đi vừa khoanh tay kìa, thấy ghê không? Cô chú thấy ghê chưa? Giờ ôi nó khoanh tay đồ nữa thấy gớm không? Đây nè. Thôi thôi thôi. Không có ba trong đó, ba đi rồi. No. No, 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 không có phá ở đây. Đó. Đây là chỗ chơi tích lại phá này cô chú. Đó, 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 đó. Mày đánh bao nhiêu lần cái vụ này rồi, hả? Bỏ vô lại, đúng rồi. Bỏ vô, cái này không phải đi đồ chơi đâu con ơi. Đi đây. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Cái này không phải đồ chơi nha. Này của sư phụ cho ở tặng đó. Rồi con nghĩ là mẹ đang ngồi quay phim là mẹ không có làm gì được con phải không chay? Phải không? Trời ơi còn vỗ tay nữa coi được đời không? Đó rồi để cho sư phụ coi là nó lấy đồ nó lấy đồ sư phụ nó phá nè sư phụ. Thôi nói giỡn thôi chứ giờ đi vô chỗ khác chơi. Đi, move. Chơi đi. Chơi. Đừng có xạo. Đừng có xạo. Đánh chống lãng. Cái mũi dính gì nè. Rồi chỉ cô chú coi coi. Chỉ cô chú coi coi. Rồi chỉ cô chú coi đi. Ừ. Đó xạo xạo đó. Xạo xạo vừa nói vừa cầm đó để xạo xạo. Xạo xạo đó chứ không gì. Mù, tại sao những cái đồ khác con không cầm, con lại thích cầm cái này vậy chay? Phải chay? Không phải. Stop. JD, stop this. Okay. Bây giờ con muốn mày lấy băng keo và dán này lại không? Hả? Giờ là mày giờ mày lấy băng keo mày dán lại nha. Bàn này hên là để trong góc này đó mà con chó nó còn chui vô đó cô chú. Để ngoài là chết với nó rồi. What? Chơi chà bịch kia bịch kia. Trời đất ơi, không được. Bụi đó. Nè, nè. Đó, ờ, ờ. Ờ, ờ, ờ. Không được phá. Không được phá. Sao? Giờ nó vô đó, đó, giờ nó chui vô đó cô chú. Nó coi nó thấy được cái gì rồi ta. Cái nào nữa, giờ phá ra từ giờ tới nào nữa. Nhớ không, nhớ hai con này là mình mua được 10 đô không chay, nhớ không chay? Mình mua cái bữa mà đi mua cái niệm cho ngoại bà ngoại nhớ không? Đi ra đó. Yeah. Gì nữa? Vô lại. Đó,
Rồi mẹ sẽ lấy băng keo mà dán cái này lại. Thôi thôi, nó giận chứ, đi ra chỗ khác chơi, không có chơi này nữa. Cái gì? Cái gì? Mở ra hả? Mở ra con hả? Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đâu? Mày bây giờ mẹ mở con, bây giờ con đem con giục vô lại rồi cái mà con đổ ra. Để im đó, từ từ. Con đập đó nghe. Nói làm sao? Bụng đâu? Mũi đâu? Mũi hả? Chân đâu? Chân đâu? Chân á hả? Thôi cái này đâu phải dớ đâu, mở ra được. Con chào cô chú đi. Đúng rồi, ù qua cô chú một cái. Ù qua cô chú. Đúng rồi. Thương cô chú để đâu? Để đâu luôn hả? Trời đất ơi, giỏi dữ rồi ta. Ai đẹp? Ai đẹp? Ai đẹp? Ai đẹp? Con nói đi, chay. Chay, dạ, nó kêu chay đó. Con kêu đi, con đi, con kêu là cô. Chú. Giỏi quá. Con nói ai? Lớp. Con nói nè, lớp. You. Bây giờ mở này không? Mở không? Mở rồi con nói nè, cô. Chú. Khỏe. Dạ. Không. Không. Giỏi quá. Trời ơi giỏi quá. Trời ơi, giờ mày biết rồi nha. Bây giờ mày sẽ tập cho chay nói nè. Chay nói nè, bà. Từ. Ngoại. Ơi. Dạ. Con nói nè, mama. Dada. Dada. Thôi bậy ạ, bậy ạ. Tay đâu, tay đâu? Tay không, mẹ hỏi tay đâu? Tay á. Đó. Ừ. Con nói mũi. Mũi. Trời ơi chay, bây giờ mày dụ được rồi, mày sẽ dụ chay nói. Bây giờ con mở này ra không? Mở nha. Con nói nè, cô. Chú. Chú, kêu đi chú. Ông. Con nói đi, ông. Bà. Rồi, mở rồi, nói gì vô đó được rồi. Con nói đi, bà. Đúng rồi. À, mở đây. Rồi, chút nữa vụ nói tiếp. Đã, ta ơi, chạy nay nói đã. Ui trời ơi. Vui chưa? Nó nè, con này là nó làm biến nói nè. Chứ gì nói đó. Nó là làm biến nói đó, là tại vì nói hai thứ tiếng đó, tiếng Anh với tiếng Việt, nó làm biến nói đó. Nên cái gì nó cũng hư. Nó sẽ chậm nói. Con chay này nó sẽ chậm nói tại vì nó hai cái thứ tiếng của nó. It's showtime. Get creative. Get creative. Đồ chơi dưới sàn quá trời luôn nè. Chay con nói đi chay. Con nói là chay, cô. Chú. Giỏi. Rồi đây con nói gì chay? Mẹ. Nói đi con, mẹ. Chay. Trời ơi, giỏi mạnh dữ ta. Wow, cô chú thấy chay chưa? Từ giờ về sau mày sẽ bắt chay nói nè. Quên kêu chay kêu bà. Cố. Quên kêu chay. Hả? Cố bà cố, thấy chay ngồi đó bà ngồi bà cười nãy giờ nè. Chay nói này chay. Bà. Con nói bà. 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 Bà, con nói đi bà. Cố. Cố. Trời ơi, nãy sáng nay Ngọc đây kể cho mọi người nghe, sáng nay Ngọc chở nó đi công việc. Công việc của Ngọc cái dừa bồng nó vô cái chỗ đó, dừa bồng vô nhiều người quá, trời ơi, chỉ dừa vô cái chỉ lấy cái tay chỉ che cái mặt chỉ lại. Xong chỉ nhắm con mắt chỉ lại. Ha, tưởng cái tưởng chỉ đang dụ mắt, ai ngờ hả cứ 5 phút sau nhìn lại nó vẫn che mắt này, nó vẫn nhắm mắt lại. Lấy hai tay che mắt hỏi trời ơi, con mắt hí ra nhìn đặt mắt cỡ nữa.
Ừ, mới dễ sợ luôn á. Có ai làm gì bả đâu, có đâu ai thèm nhìn bả đâu. Bả làm y như bả là người nổi tiếng vậy. Cái bả đi bả chăm nhắm mắt, bả che một mặt, bả lại bả làm y vậy đó. Đâu ai thèm nhìn bả. Thôi, cái video clip hôm nay là tới đây xin hết. Hy vọng là cô chú lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ cho chay. Cô chú ơi, cô chú xem video, cô chú nhớ nhấn nút like cho video. Những cái nút like đó rất là quan trọng. Rồi, cô chú nhớ xem hết video cho chay nha cô chú. Những cái nút like của cô chú sẽ làm video của chay được nhiều người biết tới nữa. Cô chú ơi, cô chú giúp chay đi cô chú. Nút bạc đi cô chú ơi. Cô chú thương chay, cô chú cho chay một cái bằng khen đi cô chú. Nhớ bấm vô nút like nha cô chú. Like video. Để video clip của chay được YouTube giới thiệu cho những kênh khác biết nữa. Để cho chay của chúng ta mau mau nhận được nút bạc cô chú ơi. Chào tạm biệt cô chú, ở đây cô chú nhé. Chỗ này mày còn thấy này mày giống cô giáo không chay? Này mẹ còn thấy mày đọc giống như cô giáo không? Cô giáo mà đọc cho mấy trẻ em để ngồi viết cái chay. Trời ơi, đang sắp đó. Đó. Ôi đó, đó. Sắp quăng bên đó. Đúng rồi, mày dở ở đây con phải chơi nha chứ con đừng có dục ra vậy nha. Đó, bây giờ chay bắt đầu hứng thú rồi chứ. À bây giờ mày chỉ màu nè, màu nè. Màu này màu gì đây? Pink. Con nói đi, màu hồng. Màu này màu gì đây? Màu này là blue. Là màu xanh dương. Màu này màu gì đây? White. What color is this? This is white. Màu trắng. What color is this? It's orange. Là màu cam. Đúng rồi. Rồi màu này màu gì? What color is this? JD, what color is this? Screen. Là màu gì? Màu xanh lá cây. What color is this? It's light pink. It's a baby pink, JD. Cái màu này là màu này là con gọi là màu hồng phấn. Mẹ tự chế đó. Phải không? Phải này màu hồng phấn không? Hỏi cô chú coi là phải màu hồng phấn không? Còn cái này là cái gì? Đây là con ếch. Con ếch này màu gì đây? Con ếch này có mắt màu gì đây? Màu đen. Splat. Rồi thôi con chơi đi để mẹ làm video clip cô chú xong cái mẹ quay lại mẹ chơi con cái mẹ chỉ con màu nữa nha. Giờ con chào tạm biệt cô chú đi. Chơi, con chào tạm biệt cô chú đi. Bye bye. Oh wow. Thôi bây giờ nó ham chơi cô chú ơi. Cô chú thông cảm cho em nha.